OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là buổi tối ngày thứ sáu, ngày 14 tháng 12, buổi kết phiên cuối tuần, thì chúng ta cùng ngồi lại để trao đổi tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài nhận định về xu thế của thị trường trong tuần tới. Thế thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ còn khoảng 2 tuần nữa thì sẽ kết kết năm 2018. Và đây cũng là thời điểm để tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta cùng ngồi lại, cùng nhìn nhận lại, cùng đánh giá lại trong một năm vừa qua chúng ta đã tồn tại ở trên thị trường như thế nào, tình trạng sức khỏe như thế nào, tình trạng tài khoản như thế nào trong một năm qua. Thì đây chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ tổng kết năm 2018 và bước sang năm 2019. Thế thì rõ ràng một điều là chúng ta có thể nhìn tổng quan ở trên góc độ cùng đánh giá chung, thì chúng ta thấy rằng là trong nửa đầu 6 tháng đầu năm 2018 thì chúng ta là những nhà đầu tư thành công, còn nửa cuối của 2018 thì gần như là không biết là tất cả và gần như nhiều nhà đầu tư của chúng ta thì những thành quả đã kiếm được, đã gặt hái được ở trong nửa đầu 6 tháng đầu năm thì đã bị thị trường của chúng ta lấy đi trong 6 tháng cuối năm. Và hiện tại thì thị trường của chúng ta đang có một nhịp hồi lên. Thì ngày 30 tháng 11, tức là kết phiên cuối cùng của tháng 11, thì Hùng có làm một cái bản tin phân tích ở trên đây, bản tin phân tích của ngày 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 30, tức là nhận định thị trường từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12. Thì lúc đó thì Hùng đánh giá rằng thị trường của chúng ta có một nhịp hồi phục khá là tốt. Thì đây là một cái nhịp mà dành cho tất cả, khuyến nghị tất cả anh chị của chúng ta tham gia, và tham gia một số các cái nhóm ngành, ví dụ như là một số cổ phiếu về ngành bất động sản, một số cổ phiếu về ngành dầu khí, ngân hàng, và một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích ở trên bản tin video. Đây là bản tin video số 36 ngày 30 tháng 11 năm 2018. Và rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta thì đang có một nhịp hồi, và cái việc là thị trường của chúng ta sẽ hồi đến đâu thì tí nữa ông sẽ phân tích cụ thể hơn. Thế thì là để là chúng ta sẽ căn cứ vào những cái tuần giao dịch của thị trường, thì lúc đó thì chúng ta mới có được những cái dữ liệu để chúng ta phân tích để làm sao nó sát nhất. Và tất cả những cái bản tin của Hùng phân tích thì nó mang tính chất là tính chất định hướng chung. Thế còn lại là hiện tại thì Hùng đang dùng 3 kênh để tương tác với quý anh chị nhà đầu tư. Thì Hùng thứ nhất là trên kênh YouTube, thì các anh chị cũng đã biết rồi, chúng ta đã thường xuyên xem các cái bản điểm tin của Hùng. Và có một điều là Hùng thấy là bây giờ hiện tại thì Hùng thấy là cái lượt xem thì đang lượt 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 view thì đang rất là lớn. So với cái lượt mà chúng ta đăng ký kênh thì hiện tại kênh của chúng ta đang có trên kênh của chúng ta đang có 958 anh chị là thành viên, và trong khi đó ví dụ một bản tin tuần trước thì có 2.200 lượt xem. Như thế có nghĩa là rất nhiều các nhà anh chị nhà đầu tư của chúng ta xem bản tin nhưng chúng ta chưa đăng ký kênh, thì chúng ta vui lòng đăng ký kênh để khi mà Hùng có những cái bản tin phân tích thì YouTube sẽ tự động thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư. Và chúng ta nhớ bật cái biểu tượng chuông ở đây. Đây, cái biểu tượng chuông này thì khi có những bản điểm tin thì YouTube sẽ tự thông báo, và như thế thì chúng ta cũng sẽ rất là tiện trong quá trình theo dõi. Và một cái kênh thứ hai đấy là trên kênh Facebook, thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9. Thì hiện tại là trên kênh này thì thành viên của chúng ta thì hiện tại cũng đã có, để chúng xem hiện tại là bao nhiêu thành viên của chúng ta cũng đã có hơn hơn 617 thành viên đăng ký kênh. Và hiện tại thì vẫn đang còn những anh chị mà chúng ta đang tiếp tục tham gia đăng ký, thì hiện tại Hùng cũng chưa phê duyệt được, đang có 90 anh chị chúng ta tham gia. Bởi vì là khi mà Hùng phê duyệt thành viên thì hiện tại thì là cái nhóm Facebook thì Hùng cũng đang là nhóm mở thôi, và sau này chuyển thành nhóm kín hay là như thế nào đó thì cái lộ trình thì Hùng sẽ thông báo sau. Thế còn hiện tại là nhóm mở thì để phục vụ cho cộng đồng nhà đầu tư. Và trên nhóm Facebook thì Hùng lưu ý với các anh chị là chúng ta không có quảng cáo, chúng ta không có làm những việc khác ngoài cái việc là chúng ta cung cấp những cái thông tin tốt nhất
cho cộng đồng nhà đầu tư những cái bản tin phân tích về những cái mã cổ phiếu hay là về định hướng thị trường thì Hùng rất là ủng hộ, và chúng ta sẽ phân tích ở đằng dưới những cái bản điểm tin hàng tuần, chứ chúng ta không 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 tác lên tường như thế này. Bởi vì nếu mà chúng ta tác lên tường như thế này, mà ví dụ chúng ta có 517 anh chị thành viên, mỗi người tác một tab như thế này, thì rõ ràng một cái điều là trên cái dòng thời gian của fanpage thì nó sẽ bị trôi đi rất là nhiều, và nhìn nó sẽ rất là rối rắm, và mọi người sẽ không định hướng được là cái bản tin này nó nằm ở tuần nào, ở những cái câu hỏi này nó nằm ở tuần nào. Thì Hùng lưu ý với các anh chị một điều như thế. Còn trên một cái kênh thứ ba mà Hùng đang dành để tương tác với quý anh chị nhà đầu tư, đấy là trên Zalo. Thì những anh chị nào mà chúng ta chưa có Zalo của Hùng Lê, thì các anh chị vui lòng các anh chị add Zalo, bởi vì là Hùng đang đồng nhất ba nhóm Skype trên kênh YouTube và trên Facebook sang Zalo. Thì hiện tại là Hùng đang có một nhóm Zalo để hàng ngày có thể cập nhật những cái thông tin và những cái mã cổ phiếu mà có thể là giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Thế còn cái việc mà mua hay bán hay như thế nào đó thì là các anh chị là quyết định của các anh chị của nhà đầu tư của chúng ta. Thì hiện tại là nhóm Zalo thì Hùng cũng đang mở nhóm, tức là có nghĩa là trong cái nhóm Zalo này thì có những anh chị là khách hàng của Hùng Lê, cũng có những anh chị đang mở ở tài khoản ở những công ty khác và đang đầu tư ở những chỗ khác, thì các anh chị cũng muốn vào tham gia nhóm để chúng ta cập nhật tình hình. Thì hiện tại là tất cả những cái dữ liệu mà Hùng Lê đang public lên thì tất cả đều đang là mở. Thì các anh chị chúng ta add Zalo của Hùng Lê, số điện thoại 0968 279 ba con số 5. Thì như thế thì sau khi mà các anh chị add Zalo xong, thì các anh chị vui lòng chat với Hùng Lê là một 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 cái ý là mình cho mình tham gia nhóm để mình cập nhật, để Hùng biết được là cái mục đích các anh chị add Zalo của Hùng Lê là để làm gì, để Hùng Lê còn biết để là những cái Zalo nào mới thì Hùng sẽ add vào đây để coi như là chúng ta sẽ ở trong một nhóm. Bởi vì bây giờ nếu mà chat riêng biệt với từng người thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì là cái lượng 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 người tương tác bây giờ cũng khá là lớn, thì mà lại đang dàn trải ở trên cả ba kênh, trên Skype, trên Zalo và trên Facebook. Thì như thế thì là Hùng và đội nhóm của Hùng Lê thì cũng sẽ không không thể là tương tác hết được với tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Hiện tại thì buổi tối ngày thứ sáu, hiện tại thì Hùng cũng đang có lấn sân sang, tức là đang nhập môn cái Forex này cũng cũng khá là hay. Nếu mà anh chị chúng ta tìm hiểu, khi mà chúng ta có một cái nền tảng kiến thức của bên chứng khoán Việt Nam, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấn sân được sang cái thị trường này. Và cái thị trường này thì nó có một cái điều rất hay, đấy là chúng ta có thể sử dụng liên tục được, và chúng ta có thể đánh được cả chiều lên cũng như đánh được cả chiều xuống. Đó, thì như thế là nếu mà một anh chị nào mà nhanh tay lẹ mắt thì cái việc mà chúng ta có thể trending ở trên 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 Forex thì cũng là một cái kênh mà khá là hay. Thì hiện tại thì Hùng cũng đang nhập môn, và cái việc nhập môn thì đương nhiên là chúng ta phải tìm hiểu lại những cái kiến thức, tất nhiên là có những cái nền tảng kiến thức mà nó có sẵn ở trên, nó giống như ở bên 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 chứng khoán Việt Nam, và có những cái điều mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm. Và rõ ràng một điều là tất cả những cái kiến thức đó thì nó đều phải trả bằng công sức và trả bằng tiền bạc. Đó, thì để mà nhập môn được thì chắc là cũng chưa biết được sau bao nhiêu lâu, thì Hùng sẽ cũng có thể là đồng hành cùng với các anh chị nhà đầu tư là đang cánh Forex. Thế còn hiện tại thì Hùng chủ yếu là Hùng đang chuyên tâm vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì đấy là một vài ý mà Hùng trao đổi trước cái bản điểm tin ngày hôm nay sẽ là video số 38. Như vậy là chúng ta đã có được 38 bản tin ở trên kênh YouTube. Để cập nhật đánh giá lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng trong tuần qua thì một số các cái tin tức kinh tế vĩ mô ở trong nước cũng như quốc tế thì nó cũng không có nhiều các cái nét nổi bật. Cơ bản là thị trường của chúng ta đang vận động theo những cái quán tính nội tại của thị trường, cũng không có nhiều thông tin tốt, cũng không có nhiều thông tin xấu.
Và kết quả kinh doanh thì cũng chưa có, bây giờ chỉ có một số các thông tin bên lề về một số công ty có kết quả kinh doanh quý 4 gia tăng đột biến hoặc là sụt giảm. Tất nhiên là những cái kết quả đó thì nó cũng chỉ là những cái thông tin nội bộ, những cái thông tin ở trên diễn đàn, rồi những cái thông tin gọi là cũng chưa chính thống. Thì bản thân thì cái cách mà Hùng Lê tiếp cận vấn đề thì tất nhiên là thông tin là một phần nó khá là quan trọng, tuy nhiên là mình sẽ đánh giá cái thông tin đó nó tốt hay nó xấu, hay nó tích cực hay là nó tiêu cực, và cái thông tin đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Thì chúng ta cần phải phân tích một cách chi tiết, phân tích một cách sâu hơn, chứ không phải là cứ một cái thông tin ra thì chúng ta lại ồ ạt, chúng ta lại ô thị trường xấu, ô thị trường như thế này như thế kia, và chúng ta thi nhau bán. Bán xong một hai hôm lại thấy thị trường vẫn tiếp tục lên thì chúng ta lại nhảy vào chúng ta mua, thì khi đó thị trường lại giảm. Thì như thế là rõ ràng là một cái điều là bản thân khi Hùng lập trên trên nhóm Zalo này thì cũng có rất nhiều các anh chị là thả thả những cái tin bảo là ôi thị trường đang có tin này tin kia đang xấu lắm rồi giảm điểm hay vân vân và vân vân. Thì thông tin là một phần yếu tố rất quan trọng, tuy nhiên là chúng ta đánh giá cái thông tin đó như thế nào. Thì đó là một trong những cái điều khó. Tất nhiên là thị trường chứng khoán thì nó không thể là chúng ta nói tài nói giỏi hay chúng ta nói như thế nào mà luôn luôn đúng được, và chúng ta chỉ có điều là chúng ta nhận định nó làm sao để mình giảm thiểu cái rủi ro và tăng cái tăng 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 tối đa cái lợi nhuận cho mình. Đó. Thì đây các anh chị lưu ý nhé, Hùng có đánh dấu một cái vạch xanh, đây là cái điểm khi Hùng Lê phân tích bản tin số 36, để Hùng Lê lấy cái mốc đó để Hùng Lê đánh giá lại toàn bộ tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị, đã các cái dòng cổ phiếu, để chúng ta xem thử là những cái bản tin, những cái tính chất định hướng của chúng ta đúng hay là sai. Đó, và cái điều đúng hay sai đối với Hùng nó không quan trọng. Để sinh tồn và để tồn tại trên thị trường thì chúng ta cái hành động của chúng ta sau khi đúng thì sẽ như thế nào và sau khi sai thì sẽ như thế nào, đó mới là những cái yếu tố quyết định đến cái sự thành công của chúng ta ở trên thị trường chứng khoán. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cổ phiếu nhà VIX. Đối với VIX thì rất là may, trong 2 tuần vừa qua kể từ 3 tuần đi thì là VIX đang có một cái nhịp tăng, và một cái nhịp sau một tuần tăng mạnh thì sau đó thì VIX đang có 2 tuần đi ngang ở quanh vùng giá 100, khoảng tầm vùng giá 100, lình xình quanh vùng giá 100. Thì đối với VIX thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền hiện tại thì đang bị hết sức là suy yếu, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng thứ nhất là VIX đã về đến những cái vùng giá này, là những cái vùng giá mà cái lượng rủi ro đã rất là lớn. Đó, thì chúng ta cũng chỉ là xem thôi, chứ chúng ta không có tham gia những cái mã cổ phiếu này VHM. Đối với VHM thì rõ ràng là trong tuần vừa qua VHM đã có một tuần gần như là một tuần đi ngang quanh vùng giá 80. Thì rõ ràng là với những tín hiệu hiện tại của VHM thì có thể sang tuần tới VHM vẫn vẫn chỉ là đi ngang từ vùng giá 80 đến vùng giá 83. Bởi vì khi gặp đến vùng giá 83 thì VHM đã chạm những cái vùng cản cũng tương đối là dày. Thì đối với VHM thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là VHM sẽ tăng điểm để giữ nhịp cho thị trường. VRE, đối với VRE thì sau một tuần tăng điểm mạnh thì VRE đang lùi về mốc 32.2. Khi về 32.2 này thì đây là một cái tuần tuần tới chúng ta sẽ phải quan sát VRE. Nếu như VRE thủng vùng giá 32 và thủng vùng giá 32 thì chúng ta sẽ phải ra hàng. Những anh chị mua được ở vùng giá 30 28 thì chúng ta sẽ ra hàng, bởi vì là nếu tuần tới mà VRE không cắm thủ lên được qua vượt thoát thành công cái vùng đỉnh đây là vùng đỉnh khoảng vùng đỉnh 33 thì bắt buộc chúng ta sẽ phải bán hàng, bán ra. Còn nếu mà VRE vượt thoát thành công vùng 33 với vốn của tuần đạt khoảng tầm 8 triệu, 8 đến 9 triệu cổ phiếu thì như thế thì VRE sẽ bắt đầu một cái nhịp tăng, và khi mà VRE vượt thoát được có những cái cây nến tuần thì đối với VRE cái cây nến của tuần sau sẽ là một cây nến cực kỳ quan trọng để quyết định các cái xu thế tiếp theo của VRE. Chúng ta cùng đi một số cổ phiếu của cơ bản của họ nhà dầu khí. Đối với GAT, GAT thì cũng đã phân tích rồi. Đây khi mà nhóm ngành dầu khí, đây là bản bản điểm tin ngày 30 tháng 11 thì cũng đã đánh dấu đây rồi. Thì hiện tại thì GAT đang có một cái xu thế tăng lên,
Và các anh chị cũng thể nhìn thấy là cái dòng tiền đã bắt đầu tập trung vào GAP, mặc dù trong tuần vừa trong 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 kết tuần thì GAP đã không giữ được cái mức cao nhất của tuần. Tuy nhiên với một phiên kết tuần đóng tuần như này thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu GAP cũng đang hết sức là tích cực và cái xu thế của GAP vẫn đang là một cái xu thế tăng giá, tăng giá. PLX. Đối với PLX thì Hùng đã phân tích khi PLX ở vùng giá 58. Khi PLX ở vùng giá 58 thì hiện tại là PLX ở vùng trong phiên trong tuần thì có lúc là PLX đã gần chạm đến vùng giá 62. Tuy nhiên cái vùng giá 62 là cái vùng 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 giá vùng cản cũng khá là dày của PLX thì PLX sẽ điều chỉnh. Và việc PLX hôm nay phiên hôm nay thì PLX điều chỉnh về vùng 60 thì cũng sang tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái động thái tiếp theo của PLX. Nếu như PLX mà vượt thoát thành công được ở vùng giá 62 62 với volume ở trong phiên đạt khoảng từ 600 đến 600 đến tức là lớn hơn 1 triệu đi. Khoảng lớn hơn 1 triệu thì như thế thì là cái xu thế nhịp tiếp theo của PLX xu thế đi lên sẽ rõ ràng hơn. Còn với những tín hiệu hiện tại thì xu thế chủ đạo của PLX vẫn là một xu thế đi lên và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng PLX sẽ đánh về vùng 70. Về vùng đỉnh cũ khoảng vùng 69 đến vùng 70 thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng PLX trong nhịp này sẽ đánh về vùng này. Nó cũng song trùng với việc là VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận lên vùng 1.000. PVS. Đối với PVS thì Hùng đã phân tích rồi. PVS sau khi mà có những cái tín hiệu mà tích cực thì PVS đang có những cái nhịp hồi lên và trong các bản tin phân tích ở tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng PVS sẽ gặp một cái vùng cản ở khoảng vùng giá 20.6 đến 20.5, 20.5, 20.6 và khi gặp cái vùng cản này thì chắc chắn là PVS sẽ bị dội về. Và với tín hiệu hiện tại thì một cái tuần điều chỉnh, một cái tuần của PVS như thế này là hết sức là tích cực và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới nhóm ngành dầu khí vẫn là một cái nhóm ngành chủ đạo để giúp giữ ổn định thị trường và PVS sẽ công phá thành công qua ngay vùng giá 20.5, 20.6 này để đi về cái vùng đỉnh cũ của PVS đấy là tại vùng giá 22. PVD. Trong tuần vừa qua thì một số anh chị ở trong room room chat Zalo cũng có hỏi Hùng có anh gì này anh TDV này này thì có hỏi Hùng về mã PVD thì Hùng bảo là PVD thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ bởi vì Hùng thấy rằng là khi PVD đã có những cái nền tảng tích lũy ở quanh cái vùng giá 15.3 đến 15.5 thì cái tín hiệu tiếp theo của PVD sẽ là một cái nhịp tăng, cái nhịp nhịp hồi và hồi về đến đâu thì trước hết là PVD sẽ hồi về khoảng vùng giá PVD sẽ hồi lại về vùng giá 18.5 18.5 PVD sẽ hồi lại về vùng 18.5 đến vùng 19 ở tại vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu tiếp theo của PVD và chúng ta cũng thấy rằng dòng tiền từ cái bản tin đây là cái lúc Hùng phân tích về dòng dầu khí thì hiện tại cổ phiếu PVD đã tăng và những tín hiệu tại đều cho thấy rằng PVD sẽ có một cái nhịp tăng và cái việc tăng đến đến vùng tức là Hùng đánh giá rằng là sẽ tiệm cận về vùng 18.5 đến vùng 19 đối với PVD. Thêm một mã dầu khí nữa là BSR. Đối với BSR thì ở khi mà Hùng phân tích ở bản tin video số 36 thì lúc đó BSR đang đóng cửa ở vùng giá 14.14.8 14.7 14.8 hiện tại bây giờ là giá 15.3 thì đối với BSR vẫn còn những cái điểm 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 mua vẫn còn những cái điểm mua cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta quanh vùng giá 15 chúng ta sẽ tham gia BSR vẫn còn những cái nhịp mà chúng ta có thể mua được. Thêm một cổ phiếu nữa PVB. Đối với PVB thì Hùng đã khuyến nghị ở cho các anh chị ở trong team trong nhóm Zalo thì đối với PVB hiện tại đang có những nhịp đánh lình xình qua quanh vùng giá 18 thì Hùng đánh giá rằng các anh chị có thể tham gia được PVB quanh vùng giá 18 bởi vì Hùng thấy cái nền giá 18 này là cái nền tích lũy của PVB khá là ok chỉ cần một phiên
Chỉ cần một phiên thôi, một phiên mà PVP đạt được một cái volume khoảng tầm năm lớn hơn 500k và giá 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 tăng mạnh, và những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang đang ủng hộ một xu thế là PVP sẽ hoàn thành cái nền tảng tích lũy và PVP sẽ tăng. Và các anh chị lưu ý là đối với PVP là nó ở cái sàn Hà Nội nên là cái biên độ chạy của nó 15% thì nó chỉ chạy khoảng 2 đến 3 phiên, thậm chí nó chạy một tuần thôi thì gần như nó đạt được một cái target rất là cao. Thì đây là những cái nền tảng mà chúng ta có thể mở những cái điểm mua thăm dò quanh vùng giá 18, và chúng ta sẽ chờ một cái phiên thì rõ ràng là Hùng phải quan sát ở trong phiên. Khi nào mà Hùng thấy có những cái tín hiệu tích cực, mà những cái tín hiệu mà đảm bảo rằng là dòng tiền đã được kích hoạt, thì chúng ta có thể mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu PVB này. Dầu khí, cơ bản dầu khí thì nó cũng có oil. Oil thì trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng đã phân tích oil là chúng ta đã hết điểm mua, và những cái động lực hiện tại thì khả năng là oil vẫn tiếp tục tăng giá và oil sẽ tiệm cận lại về vùng 17.2 đến 17.5, và mạnh hơn thì có thể oil nhịp này sẽ đánh khoảng về vùng 18. Thì đấy là những cái vùng mà oil có thể sẽ tiệm cận về vùng 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 đỉnh cũ, đó là khoảng vùng 17.2 đến 17.5. Dầu khí thì cơ bản là như thế. Chúng ta cùng đi một số các cái cổ phiếu trụ khác, BVH. Đối với BVH thì hiện tại cổ phiếu này thì cũng chỉ mang những cái tính chất dẫn dắt thị trường, không mang những cái tính chất để chúng ta đầu tư. Hiện tại thì khả năng BVH đang tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở trong mô hình hai đỉnh ngắn hạn rồi. Khả năng là sẽ tạo thành mô hình hai đỉnh, và cái việc mà chúng ta tham gia những cổ phiếu này thì cái mức độ rủi ro nó sẽ rất là lớn. Còn nó chỉ mang cái tính chất giữ nhịp và giữ tâm lý thị trường cho chúng ta thôi. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì cũng đã phân tích rồi. Vinamilk thì rõ ràng trong tuần vừa qua thì Vinamilk có một tuần tăng điểm nhẹ. Tuy nhiên là cái thanh khoản nó bị sụt giảm so với tuần trước rất là lớn. Và việc Vinamilk tiệm cận về vùng giá 135, 137 đấy là một cái vùng cản cũng khá là lớn của Vinamilk. Và khi tiệm cận về vùng này thì thường là cổ phiếu mạnh thì cổ phiếu sẽ phải tích lũy lại vùng này và cổ phiếu sẽ vượt thoát tiếp. Còn những cái cổ phiếu mà yếu thì khi mà dội về cái vùng này thì nó sẽ bị dội lại và nó sẽ giảm mạnh. Thì đối với Vinamilk, các anh chị đang nắm giữ Vinamilk thì chúng ta trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Vinamilk ở vùng giá 137, vùng giá 138. Nếu mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu xấu, ví dụ như là thủng ở vùng giá này với một khối lượng lớn, hoặc là có những cái tín hiệu bất thường thì chúng ta có thể giảm dần tỷ trọng. Còn nếu mà vùng giá 137, 138 Vinamilk vẫn tiếp tục tích lũy và vượt thoát thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ Vinamilk. Vinamilk sẽ vẫn còn những cái động lực, với những tín hiệu hiện tại thì Vinamilk đang còn những cái động lực tăng giá, còn những cái động lực tăng giá rất là mạnh. SAB. SAB thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng SAB thì Hùng đã phân tích rất nhiều các cái bản tin, những cái bản tin trước. Thì hiện tại SAB đang lình xình ở quanh vùng giá 250. Đây cũng là một cái vùng cản khá là lớn của SAB. Và chỉ cần SAB vượt thoát được cái vùng đỉnh này là vùng đỉnh 255. Chỉ cần SAB vượt thoát thành công vùng 255 với volume đạt khoảng tầm hơn 100k thì chắc chắn rằng là SAB sẽ tiếp tục chinh phục những cái đỉnh cao hơn, thì chúng ta sẽ cùng chờ và quan sát tiếp SAB. Những xu hướng hiện tại của SAB thì vẫn vẫn đang là một xu hướng mà tăng giá, và SAB cũng là một mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường. VRC, đối với VRC thì trong bản điểm tin video số 36 thì Hùng đã có lưu ý với quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Đây là đối với mã này thì chúng ta đưa vào danh mục quan sát theo dõi để chúng ta chờ các cái tín hiệu tiếp theo. Những tín hiệu ngắn hạn hiện tại của VDC thì VDC đang có một tuần giảm điểm, và VDC lại đang tiệm cận lại cái vùng đáy cũ, là vùng đáy cũ. Đây là hôm nay đang đóng cửa khoảng vùng giá 127 chấm một vùng giá 128 và đang tiệm cận lại vùng đáy cũ của trước đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của VDC ở trong tuần tới.
Nếu VTC lại có những phiên tăng điểm và vượt thoát lại trên vùng 130, chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu dòng tiền để chúng ta có những cái quyết định đầu tư, có đầu tư hay không vào cổ phiếu này, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chờ. MSN đối với Mansan, thì những tín hiệu hiện tại trong các cái trụ thì Hùng thấy là Mansan đang có những cái tín hiệu tích cực hơn cả. Những cái tín hiệu hiện tại thì đang ủng hộ cho việc là Mansan có một xu thế tăng giá. Tuy nhiên với Mansan thì Mansan sẽ gặp một cái vùng cản khá là lớn, đấy là 87.5. Và chúng ta sẽ chờ Mansan phải vượt thoát thành công ở cái vùng 87.5 này, thì lúc đó thì đường đi tiếp theo của Mansan nó sẽ là một cái xu thế tăng giá, và chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang tập trung và đang hướng vào cổ phiếu Mansan cũng khá là tốt. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu ngân hàng. Đầu tiên sẽ là Vietcombank. Đối với Vietcombank thì những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy là Vietcombank trong tuần vừa qua thì lại sau 2 tuần tăng điểm thì Vietcombank lại có một tuần giảm điểm, tức là giảm điểm về về với lại bằng lại tuần trước, và tín hiệu dòng tiền thì đang lại bị suy yếu dần. Dòng tiền lại đang bị suy yếu dần. Tuy nhiên là với việc là thị trường của chúng ta đang vận hành sang đang đang có một cái xu thế đi lên, thì khả năng sang tuần tới Vietcombank sẽ tiếp tục tích lũy và vượt thoát để trong hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo để chạm về khoảng vùng giá 60. Vùng giá 58 đến vùng giá 60 thì cũng đánh giá rằng trong nhịp này thì Vietcombank sẽ về đến đây, và như thế thì nó cũng sẽ song trùng với việc là thị trường của chúng ta tiệm cận về khoảng vùng 1.000 ở trong cái nhịp này. ACB là một trong những cổ phiếu mà dẫn dòng ở trên sàn HNX, thì trong tuần vừa qua thì ACB đang gần như là ACB đang đi ngang, không tăng không giảm, và những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì động lực tăng giá mạnh của ACB thì cũng chưa chưa có nhìn thấy động lực tăng giá mạnh. Chưa chưa nhìn thấy động lực tăng giá mạnh, thì khả năng trong trong tuần này trong tuần tới thì ACB vẫn 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 là một cái xu thế mà khả năng sẽ lấp lại vùng từ vùng giá 30 đến vùng giá 31 thôi. Còn động lực để mà nhìn thấy động lực tăng giá mạnh của ACB cũng chưa có. BID. Đối với BID thì hoàn toàn tương tự như ACB. Trong tuần vừa qua thì BID cũng không tăng và cũng không giảm. Tuy nhiên là dòng tiền tập trung vào dòng cổ phiếu ngân hàng thì bị sụt giảm. Với BID thì rõ ràng một điều là BID đang gần tiệm cận về vùng 35. 35 đấy là một cái vùng mà vùng cản khá là lớn. Bây giờ Bit đã ở vùng giá 34 rồi, thì rõ ràng khi gặp những cái vùng này thì khả năng Bit sẽ lình xình, và việc Bit có vượt thoát thành công ở cái vùng vùng giá này, vùng giá 35 hay không, thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của tuần tới. Công thương đối với CTG thì một số các cái thông tin bên lề thì có thông tin rằng là lợi nhuận quý 4 của công thương sụt giảm. Và sụt giảm như thế nào thì hiện tại thì Hùng chưa có nắm được cái thông tin này, thì các anh chị nếu những anh chị nào mà đang có những cái thông tin về kết quả kinh doanh của quý 4 thì có thể gửi qua nhóm hoặc là post lên ở trên trên các cái trên trên kênh YouTube hoặc là trên kênh Facebook để Hùng có thể tham khảo để xem thử là nó sụt giảm ở mức như nào. Còn trên những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của công thương thì một tuần công thương giảm điểm và lại về lại với vùng nền 22.3, tức là lại về lại với vùng nền 22 đi. Lại vùng nền 22, thì đối với lại về khi mà công thương về lại vùng nền 22 thì chúng ta lại quan sát công thương ở trong tuần tới để chúng ta xem rằng công thương vận động ở quanh cái vùng giá 22 như thế nào. Còn hiện tại thì xung lực dòng tiền của công thương thì cũng đang đi ngang, chưa có những cái tín hiệu, những cái chỉ báo kỹ thuật đối với công thương, thì cũng thấy rằng là cái động lực tăng giá mạnh của công thương thì nó chưa có, và khả năng cái công thương sẽ vẫn lại tích lũy lại ở quanh cái vùng nền 22. Chúng ta cùng đi một số mã cổ phiếu ngân hàng nữa, MBB. Đối với MBB thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là MBB thế nào, thì đối với MBB thì cũng thấy động lực tăng giá của MBB nó không có, động lực tăng giá hiện tại thì không có, và cái việc mà có những cái dòng tiền lớn ở đây là do Vietcombank và một số các đơn vị khác thoái MBB ở trong những cái tuần đó, thì làm cho thanh khoản của MBB có những cái
Thanh khoản đột biến, chứ còn cái việc mà dòng tiền tập trung thì nó không, tức là những cái thanh khoản đột biến này thì nó cũng không có nhiều cái dữ liệu để chúng ta không sử dụng nó để phân tích trong cái phân tích kỹ thuật. Hiện tại thì xu thế hiện tại thì MBB vẫn lại tích lũy lại vùng về lại vùng nền 20.8 đến vùng nền 21. Tích lũy lại vùng này và chờ những cái tín hiệu tiếp theo. STB. STB thì chúng ta đang thấy rằng là STB đang có những cái tuần giao dịch khá là tích cực khi mà dòng tiền cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những cái tuần trước đó. Tuy nhiên là dòng tiền hiện tại thì Hùng đánh giá vẫn chưa đủ mạnh, mặc dù là STB đã có một tuần tăng điểm, STB đã có một tuần tăng điểm. Và chúng ta sẽ phải chờ tuần tới khi mà STB có những cái tín hiệu tiếp theo. Thì trong tuần tới thì với những tín hiệu hiện tại thì STB vẫn sẽ có khả năng là sang tuần tới STB sẽ vẫn tiếp tục tăng giá, nhưng mà động lực tăng giá mạnh thì chúng ta sẽ cần phải chờ những cái tín hiệu tiếp theo. Còn trên tín hiệu đường MACD thì khá là ok, đường MACD với lại đường ADX thì khá là ok đối với mã cổ phiếu này. Thêm một mã cổ phiếu nữa, Techcombank. Đối với Techcombank thì một số các anh chị nhà đầu tư đã mua Techcombank ở quanh vùng giá 26 đến vùng giá 26.5. Và hiện tại thì Techcombank đang ở vùng giá 28.65 và rất là hôm nay thì Techcombank đã không trong tuần thì Techcombank đã không đóng cửa được ở mức giá cao nhất, đấy là mức giá khoảng 29. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại của Techcombank thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Techcombank sẽ vượt lại sẽ về lại vùng đỉnh cũ, tức là vùng 29 đến vùng giá 30. Thì cũng đã khuyến nghị cho các anh chị là đối với Techcombank khi về đến vùng giá 29 đến vùng giá 30 thì chúng ta sẽ tháo dần cổ phiếu và chúng ta sẽ bán dần ở vùng này, bởi vì khả năng cao thì Techcombank cũng chỉ về được đến vùng này, sau đó thì sẽ chỉnh lại, và chỉnh lại thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta quan sát để chúng ta mua vào. Thì đối với mã cổ phiếu Techcombank thì là nó cũng đường đi của nó cũng khá là dễ, nó không zích zắc như một số cái mã cổ phiếu khác. Chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Thì rõ ràng một điều là khi mà nhóm ngành xây dựng, nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành những ngân hàng tăng thì nhóm ngành chứng khoán sẽ là một cái nhóm sẽ tăng ở sau cùng. Thì đấy là Hùng có đánh giá như 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 vậy. Đánh dấu lại. Và rõ ràng một điều là đối với SSI thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì SSI lại lại một cái tuần nó bị sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng. Và giá thì không đáng đáng lo ngại, nhưng mà thanh khoản của SSI trong tuần thì sụt giảm khá là nghiêm trọng. Và tín hiệu dòng tiền thì chúng ta thấy rằng cũng đang lình xình đi ngang. Tín hiệu các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa cho một cái tín hiệu rằng SSI sẽ tiếp tục tăng mạnh. Thì đối với SSI ở vùng giá 29 đến vùng giá 30 thì SSI khả năng sang tuần sẽ tiếp tục tích lũy ở quanh những vùng này, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên SSI có những cái phiên thanh khoản đột biến, thanh khoản mạnh để bứt phá đi lên. Thì Hùng vẫn đánh giá rằng SSI nhịp này sẽ tiệm cận về vùng đỉnh cũ, đấy là quanh vùng giá 32 đối với cổ phiếu SSI. HCM thì hơi xấu, HCM thì vẫn ở trong một cái nền tảng tích lũy quanh cái vùng giá 55 đến vùng giá 56 đối với cổ phiếu HCM, và chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng chưa thực sự là mạnh. Các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì khả năng là HCM vẫn chỉ là lình trình đi ngang ở quanh vùng giá này thôi, quanh vùng giá 55 54 55 ở quanh những cái vùng vùng nền đỉnh cũ này, và chúng ta phải chờ những cái phiên mà HCM có những cái tín hiệu tiếp theo. Đối với VND, đối với VND thì rõ ràng là hoàn toàn tương tự, tức là tuần vừa qua thì các gần như các mã cổ phiếu lại không duy trì được phong độ, tức là thanh khoản của các mã cổ phiếu này lại lại có những cái phiên sụt giảm rất là mạnh. Đấy, các anh chị cũng có thể thấy là phiên sụt giảm rất mạnh và giá thì không sụt mạnh, nhưng thanh khoản sụt mạnh thì chứng tỏ dòng tiền của chúng ta lại đang chuyển từ cái pha xu thế tích cực sang pha xu thế yếu. Và những tín hiệu hiện tại của VND thì VND khả năng VND sẽ vẫn lại về lại cái vùng giá 19.
về vùng lại vùng 19 và VND lại cần thêm những cái phiên, những cái tuần mà để chúng ta có một cái lượng tiền vào mạnh để chúng ta có thể kỳ vọng rằng VND sẽ tiếp tục tăng. Chúng ta cùng xem một số các cái mã cổ phiếu blue chip khác. DHG vẫn chưa thể bắt đáy được. Đây là một mã cổ phiếu mà cũng theo dõi khá là sát, vẫn là những tuần lình xình đi ngang quanh vùng giá 80 đến vùng giá 82. Thì đối với DHG thì chúng ta vẫn tiếp tục quan sát thôi, không chưa chưa thể tham gia cổ phiếu này được. Hòa Phát, đối với HPG thì trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng đánh giá rằng một cái nhịp hồi phục của HPG, và sau đó thì Hùng vẫn đánh giá rằng HPG sẽ tiếp tục giảm, và sẽ giảm về đâu? Sẽ giảm về khoảng vùng giá 25. Ở trong nhịp này thì HPG sẽ giảm về vùng 25, và Hùng trong những bản tin trước thì cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta đang nắm giữ mã cổ phiếu HPG thì tranh thủ những cái nhịp hồi để chúng ta có thể hạ dần tỷ trọng hoặc thoát bớt, hoặc tùy các cái mức độ quản trị rủi ro của các anh chị. Còn đối với HPG là đang vào một cái pha xu thế rất là xấu. NKG Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nam Kim cũng đang có những nhịp hồi, nhưng những nhịp hồi này thì Hùng đánh giá không thực sự là tích cực. Không thực sự là tích cực, mặc dù Nam Kim thì cũng gần như đã về gần về đến tận cái vùng giá 5, tức là cái vùng giá mà nó cũng là cái vùng giá gần như là vùng giá xuất phát điểm của Nam Kim, thì với những tín hiệu hiện tại thì khả năng là lại 1-2 tuần lình xình ở đây, và Nam NKG sẽ lại tiếp tục rơi về vùng giá 5, và khi rơi về vùng giá 5 thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát, lúc đó có thể sẽ là những cái cơ hội đầu tư đối với mã cổ phiếu này. HSG cũng hoàn toàn tương tự như thế. Hoa Sen thì cũng đang có những cái nhịp hồi ở quanh vùng giá 7, tuy nhiên là cái việc những cái nhịp hồi này thì hoàn toàn nó chỉ là nhịp mang tính chất kỹ thuật thôi, chứ còn dòng tiền đang yếu. Và tất cả những cái pha xu thế khác, những cái tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng HSG sẽ tiếp tục giảm giá. Và sẽ giảm về đâu thì HSG khả năng là nó còn giảm về gọi là tồi tệ hơn đối với cả Nam Kim nữa cơ. Bởi vì là chúng ta thấy rằng đối với thép thì hiện tại cái lượng hàng tồn kho của thép đang khá là lớn, và cùng với đó là sự cạnh tranh của thép Trung Quốc và một số các cái nhà máy thép, mà ví dụ như là thép, những cái lò thép của Formosa đó, thì những là nó gặp cái sự cạnh tranh rất là lớn, và thêm vào đó là những cái việc mà thép xuất khẩu của chúng ta sẽ bị áp thêm những cái loại thuế rất là nặng sang thị trường Mỹ, thị trường EU. Đó, và những cái việc đó thì nó sẽ dẫn đến là doanh nghiệp ngành thép sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đấy là những cái định hướng về 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 đường dài thì chúng ta sẽ không có đầu tư vào cổ phiếu ngành thép. Bình Minh, BMP. Đối với BMP thì cũng đã khuyến nghị một số các anh chị của chúng ta có thể tham gia BMP ở quanh vùng 55 đến vùng giá 56. Quanh vùng 55 đến vùng giá 56, thì đây là một cái vùng đây là một cái nền tích lũy của Bình Minh, thì chúng ta có thể mở các cái điểm mua thăm dò đối với mã cổ phiếu này, và đánh giá rằng những cái tín hiệu hiện tại của Bình Minh, thì Bình Minh chỉ cần khi Bình Minh mà thị trường của chúng ta hồi phục và thị trường tốt thì Bình Minh sẽ có những cái nhịp tăng giá, và sẽ tăng và sẽ tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ đã. Còn về vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát đối với mã cổ phiếu Bình Minh. Và cái việc là ngành nhựa của Việt Nam thì cũng đang có những cái yếu tố hỗ trợ đang rất là tích cực. MWG. Đối với MWG thì Hùng đánh giá rằng cái nhịp hồi phục này thì MWG sẽ hồi phục tiệm cận lại về cái vùng đỉnh cũ là khoảng vùng 97 đến vùng giá 98. MWG sẽ tiệm cận về vùng này, vùng 97 đến vùng giá 98, và cái nhịp rõ ràng một tuần vừa qua MWG có một tuần giảm giá, tuy nhiên là cái sự giảm giá này thì là một cái nhịp điều chỉnh khá là cần thiết thôi, không có vấn đề gì không có vấn đề gì đối với cổ phiếu này, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì vẫn đang ủng hộ rằng MWG sẽ tiếp tục tăng giá. PNG. Đối với PNG thì vẫn đang ở một cái trạng thái chúng ta quan sát. Một cái trạng thái chúng ta quan sát PNG thì chúng ta sẽ chờ PNG vượt thoát khoảng vùng giá 98. Vượt thoát ở vùng giá 98.5.
đến vùng 100 thì lúc đó thì chúng ta mới có thể là mới xác nhận một cái xu thế tăng giá. Tuy nhiên hiện tại thì P&G sẽ gặp những cái vùng cản khá là lớn quanh vùng giá 105. Dòng tiền hiện tại thì cũng chưa thực sự mạnh và những chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa có những tín hiệu mà giúp cho cổ phiếu này sẽ tăng giá mạnh. Novaland thì một cái cổ phiếu nó cũng khá là cô đặc. Novaland thì đang có một nhịp này thì cũng đánh giá rằng Novaland đang vào một cái nhịp giảm giá rồi. Và chúng ta cũng không nên tham gia. Những anh chị nào đang có cổ phiếu này thì cũng xem dần để chốt dần lợi nhuận. Một cô có đầu tư trong team của Hùng, một cô có đầu tư của mã VCG thì cô có hỏi là cái mục tiêu của VCG sẽ chạm về đâu. Thì chúng ta có thể thấy rằng VCG đang, nếu mà các anh chị mà chúng ta nhìn các cái biểu đồ xanh xanh đỏ đỏ hàng ngày thì VCG nó đánh rất là khó chịu. Tuy nhiên là VCG đã có một tuần chúng ta thấy rằng là sau khi mà thoái vốn thành công thì VCG đã có những cái tuần mà thanh khoản, tức là dòng tiền đang rất là tốt, thì trước mắt thì VCG sẽ tiệm cận về vùng giá 23. 23 thì ở khi mà về đến vùng giá 23 thì có thể là các anh chị chúng ta có VCG, chúng ta có thể tháo dần cổ phiếu này và chúng ta chờ những tín hiệu tiếp theo. Còn những cái tín hiệu hiện tại thì VCG đang tăng giá khá là mạnh. Ok, thì trên đây là chúng ta vừa mới phân tích lại tổng quan toàn bộ các cái mã cổ phiếu trụ, các cái dòng cổ phiếu chính ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta cùng điểm qua lại một số các cái mã cổ phiếu về ngành xây dựng cũng đã có. Khả năng là mạng đang bị lỗi. Hiện tại thì mạng lại đang bị lỗi, các anh chị chờ một tí. Rồi, ok, khả năng là đã được rồi. Một số các cái mã cổ phiếu về xây dựng mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị đầu tư, đấy là mã HDC. HDC. Đối với HDC thì đã khuyến nghị cho chúng ta ở quanh vùng giá 13 10 đây, đây là tuần ở đây là quanh vùng giá 13 85 đến vùng giá 14, ông đánh giá 14 đi. Vùng giá 14 và chúng ta thấy rằng là sau những tuần tăng điểm mạnh thì cổ phiếu này lại đang đang tích lũy lại về vùng nền 14. Thì với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta có thể nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là sau một tuần tăng điểm mạnh của cổ phiếu này thì HDC đã có một tuần giảm điểm mạnh thì về lại vùng 14 và vùng 13. Thì đối với vùng nền này là cái vùng nền mà Hùng đánh giá rằng cổ phiếu nhà Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta hoàn toàn có thể mua để đầu tư lâu dài, bởi vì sau này thì Hùng sẽ có một bản tin phân tích chi tiết về cổ phiếu này, về những cái doanh nghiệp, về doanh nghiệp này và về những cái yếu tố nội tại của nó, những cái tiềm lực của nó để chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp đánh dài hơi đối với mã cổ phiếu này. DPG thì hiện tại đối với DPG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây cũng là một cái mã cổ phiếu về bất động sản mà Hùng đánh giá khá là tốt, và hiện tại những tín hiệu hiện tại khi mà Hùng phân tích thì ở khuyến nghị có cho các anh chị ở quanh cái nền giá khoảng 45 đến 46. Và hiện tại thì Đạt Phương đã tăng giá về vùng giá 52.4, và những cái động lực hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Đạt Phương sẽ về lại vùng đỉnh cũ, đấy là khoảng vùng giá 65 ở trong cái nhịp tăng này.
Ở trong cái nhịp tăng này thì chúng ta cũng sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo. Còn xu thế hiện tại và xung lực hiện tại thì đang cho thấy những cái tín hiệu tăng giá rất là tốt của Đạt Phương. FCN. Đối với FCN thì mình đánh giá khi mà Hùng phân tích thì khi đó thì FCN đang ở những cái vùng giá rất là thấp, khi đấy là vùng giá 15.2. 15.2 đến 15.5 thì Hùng đánh giá rằng FCN sẽ có một cái nhịp tăng. Một cái nhịp tăng, và cái việc mà FCN trong tuần vừa qua có giảm giá thì cái điều đó nó cũng không đáng lo ngại, bởi vì là khi mà gặp những cái tuần tăng mạnh thì FCN sẽ có những cái tuần điều chỉnh, và đấy là cái việc điều chỉnh bình thường của cổ phiếu. Và chúng ta cùng chờ lại trong tuần tới khi FCN vượt thoát lại thành công ở vùng giá 16.5. Khi FCN vượt thoát lại thành công ở vùng giá 16.5 với volume ở trong phiên đạt khoảng 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 trên 1 triệu cổ phiếu, thì khi đó thì sẽ xác nhận là cái xu thế tăng giá trở lại tiếp theo của mã cổ phiếu FCN. KBC. Khi Hùng phân tích cổ phiếu KBC, khi đó thì KBC ở vùng giá 13, và hiện tại thì trong tuần thì có những lúc là KBC đã về tiệm cận về gần vùng giá 14, 14 chấm, ở đây là 10, 14.8, 14.7, 14.8. Thì như thế là KBC cũng đã có một cái nhịp tăng rất là tốt ở trong cái nhịp vừa qua. Thì đối với cổ phiếu KBC thì khi mà gặp những cái nhịp tăng mạnh thì rõ ràng một điều là cổ phiếu nó sẽ phải giảm, và cái nữa là KBC đang tiệm cận lại vùng giá 10, 14.8 đến vùng giá 15. Đây là một cái vùng cũng kháng cự cũng khá là mạnh của KBC. Thì đương nhiên khi về vùng này thì cổ phiếu sẽ giảm giá, và với những anh chị nào đang nắm giữ KBC thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta ra dần KBC ở trong tuần tới. Thì đó là cổ phiếu KBC. ITA hoàn toàn tương tự, bộ đôi KBC và ITA là hai anh em của nhau. Thì khi Hùng phân tích thì một số anh chị đã mua được ITA ở vùng giá 278 và vùng giá 2.8, và khi về đến vùng giá 3 chấm, hơn 3 chấm thì một số anh chị cũng đã thoát hàng. Tuy nhiên Hùng thì hiện tại Hùng chưa có bán, bởi vì Hùng đang kỳ vọng rằng ITA sẽ có một cái nhịp lấp gáp ở đây, và sau đó thì ITA sẽ tiếp tục đánh lên, bởi vì là Hùng thấy rằng dòng tiền đang tập trung khá là mạnh vào cổ phiếu này. Và với một một cái cổ phiếu penny thì cái lực đánh lên của các nhà đầu tư, của các nhà tạo lập và các cái nhà nhà cá mập ở trên thị trường thì họ sẽ không đánh lên. Hùng đánh giá là họ sẽ không đánh lên ở khoảng vùng lợi nhuận khoảng tầm 10 đến 20%, mà những cái cổ phiếu penny thì thường thường nó sẽ đánh lên khoảng tầm 30, 40 và thậm chí 50%. Thì chúng ta sẽ cùng chờ thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không chống lại thị trường, chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu mà khi mà cổ phiếu này xấu thì Hùng cũng sẽ xử lý theo cái tín hiệu thị trường, nhưng chúng ta cũng không có chống lại thị trường. Thêm một mã nữa đấy là HBC. HBC thì cũng đang đang có những tín hiệu, đang có những cái tín hiệu, và cũng đang có những cái tín hiệu tạo đáy ở cái vùng quanh cái vùng giá 20. Quanh vùng giá 20 thì cũng có thể là chúng ta, nếu mà những anh chị nào mà chúng ta có thể là sang tuần tới thì với những tín hiệu hiện tại thì HBC khả năng sẽ chỉnh về vùng 19.5, thì chúng ta sẽ xem xét ở vùng 19.5. Nếu có những cái phiên mà cổ phiếu này có những nhịp hồi phục thì chúng ta có thể tham gia HBC ở trong nhịp này. SCR cũng là một mã mà đang có những cái tín hiệu khá là tốt. Thì đối với SCR thì đang có những cái phiên nhưng mà dòng tiền cũng đang đổ về đây. SCR chúng ta có thể xem xét ở vùng nền 8. Ở vùng nền 8 này thì chúng ta có thể xem xét mở mua những cái điểm mua thăm dò. Sau đó thì có những khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu tăng giá chắc chắn thì chúng ta có thể mở cái điểm mua mới. Còn các mã cổ phiếu dầu khí thì cũng đã phân tích rồi. Thì về cơ bản thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua của chúng ta thì gần như là tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều có một mức sụt giảm về thanh khoản, và một số các mã cổ phiếu thì bị sụt cả về điểm số. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng là
Một số các anh chị có những ý kiến ví dụ như là thị trường chứng khoán Mỹ hoặc là một số các cái yếu tố nội tại, một số yếu tố ở bên ngoài nó không tốt, thì ok, những cái thông tin đó thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng điều mà Hùng đánh giá tích cực nhất đấy là chỉ số VN Index của chúng ta vẫn đóng cửa kết tuần ở 952 điểm, tức là trên vùng 950. Thì đây là biểu đồ của VN Index và HNX Index. HNX Index thì rõ ràng một điều là nếu nhìn trên phương diện kỹ thuật thì VN Index của chúng ta có một tuần tạo thành một cây nến doji, tạo thành một cây nến doji, và so với điểm số thì chúng ta cũng không giảm nhiều so với tuần trước. Đó, không giảm nhiều so với tuần trước, và cái việc mà sau 3 tuần tăng mạnh, sau 3 tuần tăng mạnh thì thị trường của chúng ta có một tuần đi ngang để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta lấy sức để chúng ta tiếp tục tích lũy, để chúng ta nạp năng lượng và để thị trường rũ bỏ hết những cái nhà đầu tư nào đã mua được ở vùng giá thấp. Ở vùng giá thấp thì đến đây họ sẽ chốt lời. Đó, thì kể cả là trong cái bản tin điểm tin tuần trước thì cũng có đánh giá rằng là tuần 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 vừa qua sẽ là một cái tuần mà thị trường sẽ có những phiên tăng giảm đan xen nhau. Sẽ có những phiên rung rũ hàng để cho những anh chị nhà đầu tư của chúng ta đã có được lợi nhuận, đó, đã mua được ở những cái vùng mà ở cái phiên mà ở kết phiên ngày 30 tháng 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 10 tháng 10 11 đó, thì chúng ta sẽ chốt lời. Và chỉ cần trong tuần tới VN Index của chúng ta đóng cửa trên 960. Chỉ cần đóng cửa trên 960, tức là chỉ tăng thêm khoảng tầm 10 điểm nữa, thì như thế thì xu thế tăng giá thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục được xác lập và thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. Còn nhìn ở trên nội tại thị trường, trên cái góc độ mà trên cái quan điểm cá nhân của Hùng Lê, thì Hùng đánh giá rằng dòng dầu khí rồi bất động sản và tuần tới sẽ là ngân hàng sẽ hồi phục ổn định trở lại để giữ nhịp cho thị trường, và đặc biệt là một số các cái mã cổ phiếu trụ mang tính chất dẫn dắt tâm lý, ví dụ như họ nhà VIX, ví dụ như là Man San, ví dụ như là Vinamilk, ví dụ như là SAB, thì những cái mã cổ phiếu trụ đó sẽ hòa cùng với lại những cái nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt của dòng dòng tiền để giúp ổn định tâm lý thị trường, giúp thị trường tăng điểm. Thì cái tuần 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 tới, tức là tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12, là một cái tuần bản lề hết sức là quan trọng để quyết định xu thế tiếp theo của thị trường. Các anh chị lưu ý như thế, kể cả là chỉ số HNX Index và chỉ số VN Index, thì tuần tới sẽ là một cái tuần hết sức là quan trọng để quyết định xu thế tiếp theo của thị trường. Còn trên quan điểm của Hùng Lê thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta sẽ vẫn tiệm cận, tức là trong nhịp này sẽ đánh tiệm cận về vùng 1.000 và gần chạm đến vùng 1.000. Thì đấy là quan điểm của Hùng Lê. Còn cái việc mà thị trường diễn biến như thế nào thì tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở trong phiên, và cái việc mở các cái điểm mua mới đối với các mã cổ phiếu ở tuần tới thì nó không còn thơm nữa. Tức là nếu mà thị trường của chúng ta có chạy thì cũng còn chạy được khoảng tầm 40 điểm, 30 đến 40 điểm nữa nếu mà thuận theo thị trường tăng giá. Vì vậy trong những cái cổ phiếu mà mua thì cũng đã mua rồi, và bây giờ chúng ta cổ phiếu đã hoàn toàn ở trong tài khoản, và chúng ta sẽ chỉ có canh chờ để chúng ta chốt, chứ còn cái việc mở mua mới thì chúng ta phải hạn chế ở trong tuần tới, và chúng ta chỉ mua những mã cổ phiếu mà đang còn những mã cổ, những còn đang còn điểm mua đó. Ví dụ như Hùng có ví dụ một số các mã cổ phiếu dầu khí, một số các mã cổ phiếu xây dựng đang đang còn điểm mua, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu đang còn điểm mua để chúng ta tham gia. Chứ còn những cái mã cổ phiếu mà bây giờ đã tăng mạnh hoặc là đã có những cái nhịp tăng rồi thì chúng ta chỉ có canh để chúng ta chốt lời thôi. Thì cơ bản là thị trường của chúng ta thì trong tuần tới thì Hùng đánh giá vẫn là một cái tuần mà sẽ là tích cực và sẽ là một cái tuần bản lề. Phải nói là một cái tuần bản lề để xác định xu thế tiếp theo. Còn những anh chị nhà đầu tư của chúng ta nếu có những ý kiến, những cái thắc mắc về mã cổ phiếu thì các anh chị có thể comment ở bên dưới các bản tin ở trên kênh YouTube hoặc là trên kênh Facebook, thì tốt nhất là các anh chị nên comment cho Hùng Lê ở dưới những cái bản tin, những cái bản tin mà Hùng up lên hàng tuần ở đây. Thì như thế thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì là trên kênh Facebook thì chúng ta còn có thể
post thêm được cả những cái bản 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 ảnh ấy, tức là những cái biểu đồ của các cái mã cổ phiếu đó, thì chúng ta có thể nhìn một cách trực quan hơn. Chứ còn trên YouTube thì chúng ta chỉ nói được bằng lời thôi, và chúng ta không có những cái hình ảnh trực quan để các anh chị quan sát. Và thêm thế nữa thì các anh chị, nếu những anh chị nào mà chưa có Zalo của Hùng Lê thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968279555 để Hùng Lê có thể, và khi các anh chị add xong thì các anh chị nhớ chat Hùng Lê là đang đầu tư chứng khoán và tham gia nhóm để cập nhật những cái hàng ngày. Và hiện tại thì trên tất cả ba kênh của Hùng Lê đang là kênh mở để cung cấp những cái kiến thức cộng đồng cho cộng đồng nhà đầu tư. Còn cái việc mà chuyển thành nhóm kín hay là như thế nào đó thì sau này cũng sẽ dần dần thì sẽ có những cái lộ trình nhất định. Và Hùng cũng xin chúc mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư trong tuần vừa qua cũng đã có những cái mã mua được những cái mã cổ phiếu có lời và đã chốt lời. Thì rõ ràng một điều là chốt lời thì không bao giờ sai cả. Chúng ta gạt lúa non để tránh bão, đấy là một cái câu chuyện mà hoàn toàn bình thường. Và rõ ràng là những cái nhà đầu tư mà thành công và những cái nhà đầu tư tồn tại được ở trên thị trường thì thường là những nhà đầu tư gặt lúa non, chứ không không ai gặt lúa già cả. Bởi vì lúc gặt lúa già thì thứ nhất là trộm cướp nó nhiều, thứ hai là chuột bọ nó nhiều, và thứ ba nữa là lúa chuẩn bị gặt về nhà thì tối nay nó làm trận bão, thế là ngày mai hết. Thì đấy là những cái kinh nghiệm đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Thì kính chúc quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta tuần tới thì những ai đang có những mã cổ phiếu đang có vị thế thì chúng ta hiện thực dần hóa lợi nhuận của chúng ta, và chúng ta hạn chế những cái điểm mua mới. Chúng ta chỉ mua những mã cổ phiếu mà đang còn những cái điểm mua thôi. Còn những cái mã mà không còn điểm mua thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không có đua trong những cái phiên lệnh xanh. Và kính chúc quý anh chị nhà đầu tư một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.